mày về ra đường nhà tút em sơ sơ lại ha, cho em một chạy một chiếc khách ha. Sợ mất chồng. Mất chồng luôn á. Là ai biết em là con nhà nghèo. Ngay chồng mà ở đây là cái căn nhà mình là cái nhà này của cha mẹ hồi xưa tới giờ ha. Rồi bây giờ là mình có anh em gì không? Mình có anh em mà mất hết rồi. Còn anh em thôi. Coi như là căn nhà này thuộc về của em. Ủa nghe nghe nói là mẹ anh có cho anh chưa? Nào nhà này nè. Vẫn ở chung nhưng mà bà đi mua sinh kiếm tiền họ làm về nhà anh ta. Bà ngủ ở ở nhà anh ta. Đi này hai chồng ở. Mà hả? Vô ngồi chơi chị. Giờ không hỏi thăm hoàn cảnh này coi sao? Thì hỏi thăm trả lời cho có gì đâu, không dám được. Không có chị ngồi đây nè mà thôi, em quay chị. Thôi. Em quay chị tại vì biết sao chị đứng đó nói chuyện không vô đây. Em đâu quay chị đâu sợ. Tôi muốn lên nào cậu đâu ngại. Đúng rồi. Các hàng ơi, nói em không quay em chị ngồi đây thôi. Chị ngồi đây thôi. Các hàng mà ý em hỏi là chị kể về cái hoàn cảnh của hai đứa này ra sao chứ em đâu quay chị. Thì anh thấy về hoàn cảnh nó nói vậy em cũng biết rồi đó. Thì thằng chồng nó thì cũng đâu có đi làm gì được cái gì đâu, thì nó đi tới ngày đi sinh vậy đó. Bé đi sinh. Dạ đi sinh vậy nuôi con cái nó về sữa bọng này nọ tả bọng gì đó. Lý do nào mà em này không đi làm? Tại vì đâu có ai nó muốn nó đâu, thấy nó bạn người nào ai muốn nó. Nó bị gan như bọng người này nọ đâu có ai muốn nó đâu. Em bị gan hả? Nên không ai muốn. Chồng hot boy này cũng sự nghiệp bữa nay đi mặn đi sinh tối ngày trời mưa trời gió gì cũng đi sinh gì đó. Tiền còn sữa bọng con cái nó lo em đi gian rồi sao em mà được còn đi gian người ta vàng chứ sao mình trắng vậy. Trời ơi, nó mới phát hiện đây đang rồi mới phát hiện hả. Gian gian chứ mình cũng bằng bình thường vậy. Chuyện hoài rồi con từng lấy chuyện nhà bằng chị cũng gian ở đây hay vậy gian khách quen rồi vậy hả. Lâu qua đây đựng cháo vậy ha. Có hai đứa có anh trai này diễn dài rồi. Con thằng lớn. Thằng gì lớn nào đâu? Lớn bên ngoài. Lớn bên ngoài. Vậy hả? Cái gian này cái này đói đói đứa chịu nổi hai đứa không? Kêu ngoại nuôi thêm thằng nhỏ nên kêu ngoại nó ngán hơn. Kêu ngoại nuôi thêm thằng nhỏ nữa. Vậy là tính ra là em hai đứa con hả? Hai đứa là chồng trước hay sao? Con luôn. Là của em luôn. Còn ghê được 4 tuổi rồi. Ghê được 4 tuổi từ già tắng về ngoại rồi. Vậy là được nha. Mới sanh mới lòn lòng mẹ đâu mà bắt rồi. Như vậy là em ở với bé Trinh này là được mấy năm rồi? 5 năm. Thế năm gì rồi? Có định kiếm thêm đứa nào nữa không? Em kêu kiếm thêm đứa con gái nữa. Tính thêm đứa nữa để hai bên chẳng khỏi lăn tới lui. Khỏi lăn tới lui được. Thôi bây giờ vậy nè, anh theo anh suy nghĩ á là đừng nên sanh nữa. Hai trụ nó cứng. Thiệt, đừng nên sanh tại vì sao? Hai em tại vì sinh con bây giờ rất là tốn tiền. Cái kinh tế rồi cho con ăn đi học về này nọ nó tốn lắm, tốn kém lắm. Nếu mà em sinh ra mà em không có lo cho con được thì cuộc đời nó sẽ khổ. Tính đứa con mà đứa này nữa được rồi. Được, bây giờ đứa này được rồi đừng có sinh nữa khổ lắm. Bản thân mình là người lớn mình không lo cho mình được rồi sao lo cho con được đây. Mình ở đây điện nước có đầy đủ ha. Tháng thì điện thì đóng tiền 100 ngàn. Điện nước thì 60. Rồi Trinh em đi sinh một ngày được nhiêu tiền? Dạ ngày có khi 100, có khi 120, 130. Có bữa nào 30-40 ngàn không? Chắc không ha, tự giá 100 ngàn lên ha. 100 ngàn. Thấy em với ẩm đứa con nè, thấy em ta cái thương. Mà em sinh có một chút xíu là em về. Mà em ẩm em, cô chú thấy nhà người ra kêu về thì em về. Cô chú kêu thôi em về đi rồi em về ha. Lâu rồi bé bệnh. Mơ mốt mà con em còn nhỏ lắm.
đừng khám bằng ngày trời nắng đó, nắng với nó đen nó luôn rồi hết đẹp trai rồi, hết giống cha rồi, hết giống cha rồi, biết tin không? Này đen cùi lâu luôn, còn cha này trắng bóc, trắng bóc. Cha cho mát con đi làm. Cha cho mát, cha mát con đi làm. Con đi làm gì nữa cha? Mới mấy tháng? Chừng 4 tháng chứ nhiêu. Đang chừng 4 tháng rồi đó. Chừng 9, 10 mới có 4 tháng. Tính dần nhớ gặn. Mới dần 4 tháng. Nhớ nghe thầy. Em nhớ. Em ở đó có đi học không Trinh? Dạ không. Không biết chữ luôn. Rồi tiền bạc em biết không? Tiền giấy lớn em biết không? Rồi tính không sót 1 ngàn. Chữ thì em không biết. Biết tính thì biết tính nha. Rồi em thì không biết chữ luôn. Không biết chữ. Rồi ai đi ra đường mà nói mà em mở về ra đường nhà tút em sơ sơ lại ha. Cho em một chạy một chiếc khách ha. Sợ mất chồng. Mất chồng luôn á. Là ai biết em là con nhà nghèo. Chồng mất chồng hả? Có đợt đó đi núi chơi và mang kiến đen á. Mang kiến đen thì có đó. Trên núi vậy. Em mà dọn ngon lành này cho em lại là giờ em tưởng Việt Kiều không đó. Thiệt số mũi cao nè. Tưởng là anh Việt Kiều không đó. Nhỏ này giống cha nó giống mặt. Ôi mất chồng. Chồng hả? Tốt rồi. Em thương chồng nhiều không? Nhiều ha. Thôi bây giờ em ở đây đi cho chồng em đi theo anh làm, chịu không? Không. Sao đem tiền về cho em? Thôi, không. Thôi giờ mượn lại đi 1 tiếng đi. Không. Vậy là bây giờ chồng em đi đâu là em phải đi theo đó hả? Ủa vậy sao dám ẩm đứa bé đi xin mà bỏ ở nhà mình một? Em về con chút xíu là em về. Đi chút xíu về hả? Sợ đi làm hộ em cũng đi theo. Đi làm hộ em cũng đi theo luôn. Coi bé Trinh nhõng nhẽo kìa. Đâu thương chồng quá, ôm hôn chồng miếng ngay. Không chồng đây vì nó thương chỗ nào đâu chứng tỏ là em thương đâu. Giả bộ thôi nó. Đâu có chồng mình hung đâu phải thương người ta đâu. Không sợ gì đâu, không phải. Có đâu bình thường chồng của em mà. Đừng hung người khác là được không? Hung khác chạy trốn luôn. Bây giờ có anh này đẹp trai hơn chồng em nữa nè. Giàu có hơn nè, em chịu không? Không. Thiệt luôn. Không ai bằng chồng mình hết. Không ai chồng em chứ hả? Dạ. Trời ơi, coi kìa. Làm đi ghê quá. Thường ngày anh kia là ảnh giàu lắm. Không. Mà ảnh đẹp trai hơn luôn. Không. Không chịu luôn hả? Bây giờ này, trời ơi. Năm thứ năm quen mùi vậy. Năm tháng năm quen mùi á. Quen rồi hả? Mộ cái nách chồng em thơm cái sao mà ngủ vô nó. Ngủ vô mày chết luôn à. Có ủ đó nào? Có ngủ ủ đó nào? Có. Kê vô nách nó thấy không? Cái nách bài. Bởi vì em nói là gà hết gà. Tự nhiên khúc này phải Trinh thấy ngủ ta. Quen mùi năm tháng năm mà quen mùi bây giờ không có thay đổi cái mùi mới ha. Không. Rồi giờ mượn anh lại nửa tiếng đi. Không. Nó em thấy không, mới nãy là em nói là muốn chung thủy hay không lạng của em. Chứ giờ em là thương em tới mức độ này nãy từ nói chung là từ giờ anh thử lòng em thôi. Đó, coi là em thương chồng tới đâu. Đó, thì bây giờ mới nãy em nói là em ước là vợ chồng là hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là bây giờ do em đó, chứ không phải là do vợ em. Đó, thì anh thấy không? Anh thử lòng nói rồi có anh kia giàu có đẹp trai nhưng mà dạ em nói là không chịu quen mùi 5-6 năm rồi, cái mùi này đã quen rồi, bây giờ cái mùi dầu 3-7 này là không có đổi được cái mùi dầu vừa khác được, đúng không Trinh? Ôi Trinh, nghe nói cho anh thử lòng em thôi, coi thương chồng em như cả nào thôi. Không thôi, chồng em có chịu gái đẹp không? Làm chịu sao? Nói chung rồi không có quên được mà nói gái đẹp mà nói gái đẹp mà không có chịu. Đẹp mà có đâu gì chứ mà cũng không nhìn có gì chứ. Gái đẹp mà nhưng mà không có thương chồng em đâu. Bây giờ á là phụ nữ bây giờ là phải là nói chung ra là đẹp trai mà không có tiền cũng không thương nữa. Nên em an tâm đi. Bây giờ là em là hay tắm giữa hàng ngày đi. Vậy ở giờ không tắm
có khi hai ngày dạ, tưởng đâu nó tháng chứ trời là thì 3 ngày còn chịu lạnh gì từng gì vậy? Bây giờ nè nếu mà nếu mà vợ em không tắm em ẩm đi tắm chứ có gì đâu ta tắm mà vũ tắm chung thằng vũ tắm chung cái đó là thương em có gì mà nghe máu ở giờ nghỉ thôi luôn bỏ luôn rồi, nó tắm chung mặc ở rồi chốt thôi lưng luôn rồi chốt thôi lưng luôn rồi thôi thì trời nghe tự nhiên cái đâu rồi bay vô đó rồi là có cỡ không chỉ dụ tắm giữa cỡ có gì đâu giỡn dặn luôn rồi dặn luôn rồi thế thôi vậy vợ dặn là đi với anh nào uống một phê con đi uống phê uống phê con nhỏ này đẹp lắm nè ủa sao không ngủ đi ngủ đi dặn đi ngủ đi dặn đi uống cà phê dặn làm má từ chủ cái gì trời không ai bình nè để nói cho bé Trinh nghe nè ông này không ai chịu đâu thì để anh em ta đây chắc đi uống cà phê tầm nửa tiếng nữa về em ở nhà đi ha lỡ mấy bà kia mà có chúng tầm ngắm á thì giỏi lắm người ta xài khoảng tiếng là tao nghỉ rồi tao trả rồi được không không dỗ mặt trời không đây là chính thức là một túp đều chanh hai quả tiên vàng là đây viên nã đời đó rồi một cái câu chuyện mà ly kỳ dường như là không thể xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra thiệt trên ngôi nhà này đó là một chàng trai đó là người chồng là hot boy yêu cô gái khờ nói chung ra là cái này là cái kiếp trước là hai người này hẹn hò đến nhau kiếp trước là không đến với nhau được rồi kiếp này phải anh phải đến với em đó. Chuyện lạ có thật chung ra là hai vợ chồng em rất là nghèo khổ nhưng mà yêu thương nhau như vậy là cũng rất là mừng anh nói thiệt luôn có những người giàu có mà chưa chắc về yêu thương bằng như vậy nha khi thương em chứ lắm thương em mà thậm chí mà hạ thấp bản thân mình mà đi xin nhận có tiền lo cho em nữa thương nó như vậy là em đó vậy có một cũng hai đó chứ. Nhưng mà em phải biết suy nghĩ từ chỗ này là em phải yêu thương vợ em nhiều hơn hy sinh bản thân đi xin về để nuôi em thì em cũng suy nghĩ chứ được lắm mà bây giờ cũng bây giờ nặng hơn chút bây giờ cũng như là nó hơi nặng là như ghen quá chứ đúng rồi coi như là tối ngày suy nghĩ tại vì một người chồng trước đã như vậy rồi bây giờ mà cộng lại thêm em đẹp trai nữa rồi cái sợ mắt nữa thôi bây giờ anh nói em như nè cái gì là của mình là của mình dù cho em có giữ cách nào nữa là cũng bị ăn chậm đấy hà em thấy không xe người ta bỏ trong nhà phát cửa lại còn ăn chậm không chỗ lấy được nên cái gì là của mình là của mình nên em đừng có suy nghĩ em suy nghĩ riết á rồi em sẽ căng thần kinh đó rồi lúc đó em sẽ khổ bản thân em hơn nên thôi đừng suy nghĩ nha chồng em đã nói như vậy rồi thì thôi em an tâm đi đừng suy nghĩ nữa đừng có bao bài cái chiếc thần kinh luôn đúng rồi em suy nghĩ nhiều á là nó căng dây kinh đó rồi lúc đó là bản thân em khổ lúc tết giờ còn ghen không hả là đừng ghen nữa bây giờ nhỏ ở bên đây nè nhỏ mới rộn về chứ cái chồng mà đè nó để được gái được cái nó không cần cái không cái này kể kể cho anh nghe thôi chứ gì anh lại kể hả nó nói thôi ông đừng tập mà đừng nói chuyện với nhau đó chờ anh có thường em là tôi cũng thương ai nói được cái dạ khen cái đó là ta khen cho vui thôi người ta nói thôi người ta nói thôi cái này gái luôn ha nói chung là nói thôi chứ không có gì hết nên em an tâm đi rồi thôi thì hôm nay hai anh để đến đây chia sẻ cái hoàn cảnh của em nếu mà có ai mà thấy được cái video này thì ai mà có giúp đỡ thì lúc đó hai anh lại đây giúp đỡ cho hai em ha có cái bài đó cái tay thẳng đầu hai tuần trước nữa ha có cái bài đó bà đợi coi video nè đó không chờ được thùng sữa với thùng mì còn mấy gói thùng sữa với thùng mì bình tả đó thì đó nhờ mấy anh là quay gì nè đăng lên
cho mọi người biết người ta giúp được một thằng nhỏ nào đó. Bà đó dưới Long An. Ồ, từ dưới Long An lên đây ha. Bây giờ thị có mua lấy mua chiếc xe để vô đi tới đẹp đi bộ vô. Ồ. Đi xe ôm. Cái giây phút mà mình nhận quà của Hảo Tâm á, lúc đó cảm giác mình sao bé Vinh? Dạ vui. Vui ha. Thế bây giờ anh hỏi hai em nè. Ví dụ anh cho hai em một cái điều ước ví dụ nha. Rồi hai em là ước được cái gì? Ước được cái gia đình hạnh phúc mãi mãi. Với lại có tiền lo cho đứa bé thì nọ chống sao cho nó mau lên cho nó lớn lên. Rồi có công việc nào làm nhà suốt cũng có tiền hai đứa sống. Bây giờ hai đứa khổ quá trời. Hai đứa giờ khổ quá trời. Bây giờ ví dụ đi có người nào mướn em là ví dụ mướn làm giường chăm sóc ở nhà người ta đó, mướn hàng tháng đó em có đi làm không? Hàng tháng bây giờ không ai coi đứa nhỏ với cái chân. Không, ví dụ người ta mướn em người mình cho cái chỗ ở cho hai em luôn á. Bây giờ làm là đi ha. Dạ. Như hai đứa giờ đi hai đứa đi chung là có việc làm. Rồi bé Trinh rồi bây giờ ước cái gì? Giống anh Lợi. Hả? Giống anh Lợi. Cũng ước đơn giản ha. Mình hay khen sao mình không muốn chồng mình đừng có bồ. Bây giờ sống có hai đứa là có tiền hạnh phúc được rồi. Không cần cái gì nữa. Rồi thôi tiếng tạm dừng cái video đây nha. Xin chào tất cả các bạn.